Vi Thỏ và Hồng Thái là cặp đôi trai tài gái sắc được nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai kết duyên từ chương trình Người ấy là ai ở tập đặc biệt khi nhân vật chính là nam và đi tìm người con gái của đời mình. Trong khi Hồng Thái là người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, cách nói chuyện ấm áp và chân thành thì Vi Thỏ là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, thu hút người khác bởi tính cách dí dỏm, hài hước. Tuy nhiên, mới đây cặp đôi đã khiến cộng đồng mạng nuối tiếc khi Vi Thỏ đăng đàn tuyên bố cả hai chỉ quyết định dừng lại ở mức tình bạn. Sau 6 tháng liên tục công khai những bức ảnh tình tứ và thả thính nhau qua lại trên mạng xã hội, Vi Thỏ đã đăng tải dòng trạng thái khá dài trên mạng xã hội để thông báo về tình trạng của cả hai. Bên cạnh việc cảm ơn đến ekip chương trình Người ấy là ai và cả người bạn Hồng Thái, cô còn chia sẻ cả Vi và Thái đều là những người không vội vàng. Bọn mình chọn cách làm bạn trước để dần dần hiểu rõ tính cách và con người của nhau. Chương trình đến nay đã kết thúc được 6 tháng, một quãng thời gian khá dài nhưng do đặc thù công việc hai đứa hơi bận rộn nên bọn mình cũng không gặp nhau được quá nhiều. Tuy nhiên, Vi nghĩ từng đấy thời gian cũng đã đủ để Vi hiểu được kha khá về những gì mà Vi cần biết. Vi Thỏ cho biết Hồng Thái đúng là gu của cô nhưng gu chỉ là một chuyện, còn hợp hay không lại là chuyện khác. Trong công việc và cuộc sống, Vi có thể khá nghiêm túc và hơi khó một chút vì mình yêu thích sự cầu toàn. Trong tình yêu, Vi lại rất thích được nhõng nhẽo và cưng chiều, ai mà chẳng thích được làm công chúa phải không nhỉ? Thái có hết nhưng mà với Vi có lẽ là chưa đủ. Không phải Vi quá tham lam đâu mà Vi cần sự an tâm nhất. Vì điều đó nên cả hai quyết định làm bạn với nhau, vì theo cô bạn bè thì sẽ không bao giờ chia tay, là sẽ luôn bên cạnh đồng hành và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Vi Thỏ còn cho biết cả mình và Hồng Thái rất vui vẻ khi đưa ra quyết định này. Cô mong rằng mọi người cũng sẽ hiểu và ủng hộ cho lựa chọn của cả hai. Bên cạnh đó, Vi Thỏ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người quan tâm cô cũng như mối quan hệ của cô và Hồng Thái trong suốt thời gian qua. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã gửi lời động viên, chia sẻ và mong cặp đôi sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Bên cạnh đó, nhiều người còn dành lời khen cho cả hai vì hành động chia tay vô cùng văn minh này.